Minasan, konnichiwa. Chào mừng các bạn đến với kênh học tiếng Nhật online của anh Sensei. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau chữa đề thi GPT N1 phần thi Mojigoi. Môn đề 1, cách đọc Hán tự. Câu 1 này. Jibun no shucho nanen ni ippo mo yuzurenai. Hán tự ở đây là chữ quán đúng không nhỉ? Có nghĩa là quán triệt. Đấy. Thì nó sẽ đọc là tsuranuku. Cái T là tsuranuite. Như vậy câu này các bạn phải chọn đáp án đúng là số 2 nhá. Nhì bằng. Câu này nghĩa là gì nhỉ? Tôi giữ vững cái quan điểm của bản thân và một bước tôi cũng không chịu nhường. Michibite, chúng ta có chữ Hán là chữ gì nhỉ? Chữ đạo. Michibi cự này có nghĩa là dẫn dắt, dẫn lối. Số 3, Azamuite là chữ gì đấy? À, chữ trá đúng không? Tiếng Việt mình có trong từ dối trá đấy, lừa đảo này. Và chúng ta có số 4, Kagayaite là chữ huy, đúng nhỉ? Huy hoàng, rực sáng. Câu 2, Saifu ni haiteiru, nanani wo tameru shukan ga aru. Chữ Hán là chữ tiểu và chữ tiền. Thì các bạn thấy là chữ tiểu có cách đọc là sho và ko. Chữ tiền có cách đọc là sen. Trong từ kinsen chẳng hạn. Đây, ví dụ kinsen. Kinsen này là kim tiền, có nghĩa là tiền bạc. Thế nhưng mà trong trường hợp này ấy, nó sẽ không đọc là sho sen hay là ko sen, mà nó sẽ đọc đặc biệt là kozeni, đúng nhỉ? Kozeni có nghĩa là tiền lẻ. Cái từ này thì các bạn được học từ các cấp dưới rồi. Nhưng mà Hán tự là chữ tiền ấy, nó là thuộc cấp N1 nên người ta vẫn hỏi lại nhá. Từ này là gì nhỉ? Tiền lẻ đúng không? Và câu này mang nghĩa là à, tôi có cái thói quen đó là tích lũy đúng nhỉ? Tích chữ tiền lẻ bỏ vào trong ví. Câu số 3 này. Yononaka ni nani nani shokugyo wa nai. Chữ Hán đây là chữ ti. Tiếng Việt mình có từ tự ti hay là từ ti tiện, có nghĩa là thấp kém, thấp hèn. Thì cái từ này sẽ đọc là iyashi đúng không? Iyashi là thấp kém, đê hèn. Cả câu là gì nhỉ? Trên cái yononaka là trên cái thế gian này ấy, thì không có cái nghề nghiệp nào, không có cái nghề nào là thấp kém cả. Các bạn chọn đâu đúng là ichi nhá. Số 1 này. Ayashi. Đọc là ayashi thì chúng ta có thể có chữ quái đúng không? Hoặc là chữ chữ yêu. Đáng ngờ, khả nghi này. Đọc là munashi, chúng ta có chữ hư đúng nhỉ? Có nghĩa là à trống rỗng. Hoặc là chữ không. Đấy. Vô nghĩa trống rỗng này. Số 4 đọc là hisashi. Chúng ta có chữ cửu đúng không? Lâu. Tiếp theo câu số 4. Kono 2 nen kan no kosurate no nanani wo matomete mita. Hán tự là chữ tâm và chữ đắc đều thuộc kanji ở cấp dưới. Chữ tâm học ở N5 và chữ đắc học ở N3. Thì mặc dù là trình độ N1 đấy nhưng người ta vẫn hỏi những cái từ như thế này nhá. Và thông thường các bạn lưu ý là những cái từ ở sơ cấp mà được hỏi trong N1 thì thường cách đọc nó sẽ đặc biệt. Đấy, chẳng hạn như là chúng ta biết tâm đọc là kokoro và shin này. Chữ đắc là gì nhỉ? Âm kunyomi là eru. Đọc là e. Đấy, đọc là ư hoặc là toku là âm onyomi. Vậy thì trong trường hợp này cái chữ này nó sẽ đọc như thế nào? À, nó sẽ đọc là kokoroe. Đúng của chúng ta sẽ là số 1. Từ kokoroe có nghĩa là kinh nghiệm, kiến thức, hiểu biết. Những cái mà mình gì nhỉ? Mình đạt được, mình gặt hái được, tích lũy được cho cái tâm hồn mình ấy. Câu này có nghĩa là tôi thử gì nhỉ? Tôi đã thử tổng kết lại, chiêm nghiệm lại những cái kiến thức, những cái kinh nghiệm mà tôi có được trong việc nuôi dạy con 2 năm qua.
không đọc là Kokoe này, hay là Shintoku, hay là Shindoku, đều không chính xác nhé. Tiếp theo chúng ta có câu số 5. Naganen no doryoku ga nani nani shite tsui ni chōhen shōsetsu o kakiageta. Hán tự các bạn thấy là chữ kết và chữ tinh, đúng nhỉ? Thì chữ tinh sẽ đọc là shō, các bạn nhớ trong từ thủy tinh chẳng hạn. Sui shō. Đây. Đọc là shō nha. Sui shō. Như vậy kết tinh sẽ là kesho. Cái từ kesho này nó giống như kiểu là một khái niệm mang tính chất vật lý, đúng nhỉ? Liên quan đến vật lý hóa học đấy, chẳng hạn như là những cái tinh thể nó kết tinh lại này. Hoặc có thể mang nghĩa là gì đấy nhỉ? Mang nghĩa lại là sự kết tinh của nỗ lực, của cố gắng. Đấy. Như kiểu là nỗ lực cố gắng đã đạt được cái thành quả đấy. Câu này sẽ có nhiều bạn lựa chọn sai, các bạn sẽ chọn một, bởi vì các bạn thấy là âm Hán Việt của chữ tinh là giống với lại chữ tinh thần, đúng không? Mà tinh thần đọc là xê xin, các bạn sẽ lấy đọc là xê. Nhưng mà nhiều chữ là âm Hán Việt giống nhau nhưng mà cách đọc sẽ khác nhau đấy. Nên là chúng ta sẽ không thể chọn được đáp án một nhá. Câu này là cái nỗ lực nhiều năm ấy, nó đã kết tinh và cuối cùng tôi đã viết xong cái cuốn tiểu thuyết dài kỳ. Đọc là kết C này. Kết C. Chúng ta có chữ Hán là chữ kết và chữ thành nhá. Kết sen, quyết chiến. Và kịch kinh là vắng mặt, đúng nhỉ? Không đi làm. Câu số 6. Tanaka-san wa nani-nani na seikaku de itsumo ba o mori agete kureru. Hán tự đây là chữ gì nhỉ? Chữ lãng, đúng không? Sẽ đọc là hogaraka. Chúng ta sẽ chọn đáp đúng là sam bằng. Từ này có nghĩa là vui tươi, vui vẻ, giống từ akari. Tanaka với cái tính cách vui tươi ấy, thì lúc nào cũng sẽ làm sôi nổi cái nơi mà có mặt cậu ấy. Số 1, karoyaka. Karoyaka. Karo chứ. Karoyaka là chữ khinh, có nghĩa là nhẹ nhàng này. Số 2, kiyoraka là chữ thanh. Và nameraka là chữ hoạt nhá. Đấy. Trơn tru, trôi chảy. Tiếp theo bài số 2, môn đai 2, đó là môn đai từ vựng. Chúng ta cùng xem câu số 7. Kono kuni de wa gappei gaisha o nanani suru gaikoku no kigyo ga fue tsutsu aru. Ở đất nước này thì đang dần dần tăng lên những cái công ty nước ngoài. Mà những cái công ty nước ngoài đấy họ làm gì? Những cái công ty, những cái công ty sáp nhập, đúng không nhỉ? Đấy, đang tăng lên những cái doanh nghiệp nước ngoài mà họ làm gì đó, các cái công ty sáp nhập. Các bạn thấy các từ này, số 1 là setsuritsu. Setsuritsu Hán tự là chữ thiết và chữ lập. Cái từ này mang nghĩa là thành lập, tạo lập, đúng không? Và các bạn thấy ở đây có cái từ gọi là từ kaisha. Đấy. Vậy thì chúng ta thấy cái từ này chắc chắn chúng ta sẽ phải khoanh đáp án đúng là số 1, đúng nhỉ? Từ này có nghĩa là thành lập, tạo lập những cái doanh nghiệp, tổ chức, công ty nhá. Ngoài cái từ cai xã ấy, thì cái từ setsuritsu nó còn có thể đi được với những từ như là gakko này, thành lập trường học này, hay là thành lập gì nhỉ? Thành lập hội đồng này, iinkai. Từ số 2 đọc là setchi. Setchi này có nghĩa là bố trí, sắp xếp. Thông thường nó dùng để diễn tả cái việc người ta bố trí, lắp đặt những cái trang thiết bị, chẳng hạn như là Jido Hambaiki chẳng hạn này. Đây, Jido Hambaiki là lắp đặt, bố trí cái máy bán hàng tự động. Số 3 là Haichi. Haichi Hán tự là phối và trí, có nghĩa là bố trí, sắp xếp, đúng không? Thông thường là sắp xếp nhân lực, sắp xếp chỗ ngồi, có thể dùng với từ Seiki.
ghế ngồi hoặc là yoin đúng nhỉ? Những cái nhân viên quan trọng, nhân viên cốt cán nhá. Cái câu số 7 thì có thể sẽ có bạn chọn 4 bởi vì thấy cái từ này đọc là seiditsu là thành lập và tiếng Việt mình lại có cái từ gọi là thành lập công ty. Nhưng mà cái từ số 4 ấy, seiditsu này ấy, ở trong tiếng Nhật nó là một tự động từ, tức là n ngã seiditsu có nghĩa là cái n là cái được hình thành, được tạo lập chứ không có dạng thức là trợ, là tha động từ trợ, là dùng trợ từ ô như vậy. Nếu mà muốn dùng tha động từ người ta phải biến nó về thể sai khiến là seiditsaseru. Đấy, ở đây dùng chưa chính xác nhá. Và thông thường cái từ seiditsu này nó dùng với lại một số cái khái niệm, chẳng hạn như là gì nhỉ, hợp đồng đúng không, rất hay dùng nhất với lại hợp đồng này. Keiyaku ga seiditsu có nghĩa là cái bản hợp đồng đã được ký kết, đã được hình thành, hay là kosho đàm phán này. Đấy, chúng ta sẽ phải chọn một nhá. Câu số 8. Diegi o roro sha to shakai ni nani nani shite yuyou to kyokyu no balance o toru beki da. Chúng ta có các từ gồm số 1 là hên cẳng, hán tự là phản hoàn, cái này có nghĩa là gì nhỉ, trả lại đúng không, trả lại cho chủ cũ. Đấy, trả lại cho chủ cũ, trả lại những cái mà mình đã lấy, chẳng hạn như là trả lại lãnh thổ đúng không nhỉ, điều đồ này. Đấy, hoặc là trả lại Yusho Cup, trả lại cái cúp vô địch người ta trao cho mình và gì đấy, sau một thời hạn mình phải trả lại ấy, thì dùng cái từ này nhá. Từ số 2 là gì đây nhỉ? Là chữ hoàn và chữ nguyên đúng không? Kangen. Từ này có nghĩa là hoàn trả, đưa về. Từ này chúng ta gặp rất là nhiều ở trong các kỳ thi GPT trước đây rồi, được hỏi ở đủ các môn đai luôn. Thì ở đây các bạn thấy này, có hoàn trả lại lợi nhuận cho người lao động và xã hội ấy, thì gần như cố định chúng ta sẽ phải chọn đáp án đúng là số 2. Đấy, có nghĩa là chúng ta kiếm được lợi nhuận thì chúng ta trả bớt lại, chúng ta lấy cái lợi nhuận đó phục vụ cho một cái gì nhỉ, một cái tổ chức, một cái đối tượng khác, thì chúng ta sẽ phải dùng từ kangen, lưu ý nhá. Tiếp theo số 3, từ này là từ hensai đúng nhỉ, chữ Hán là phản và tế, từ này có nghĩa là trả nợ đúng nhỉ, chẳng hạn như là shakin này, shakin o hensai suru có nghĩa là trả khoản nợ, hay là dom đúng nhỉ, trả khoản vay. Từ số 4 là tuần hoàn, hán tự là chữ tuần, chữ hoàn đọc là junkan, là gì nhỉ, là cái việc mà lặp đi lặp lại một cái gì đó, chẳng hạn như là máu nó tuần hoàn đúng không, kết sự ích ký. Đấy, và đây là một tự động từ nhá, chúng ta đi với trợ từ gạo. Đúng, đây sẽ phải là số 2. Câu này có nghĩa là nên tạo ra cái sự cân bằng giữa cung và cầu. Đấy, và cần gì nhỉ, cần phải hoàn trả lại lợi nhuận cho người lao động và xã hội, kiểu như là doanh nghiệp có được lợi nhuận ấy thì sẽ gì đây nhỉ, sẽ cần phải dùng cái biện pháp đưa cái lợi nhuận của mình cho xã hội và người lao động. Câu số 9. Naibu no ike wa barabara de tasu nani nani de kimeru koto ni natta. Đây là một câu thuộc dạng gokeise. Nếu như ở N2 chúng ta sẽ có hẳn một môn đai là làm các câu như thế này, thì N1 người ta thường gộp vào đây và chỉ có một câu thôi. Cái ý kiến ở trong nội bộ ấy nó đang rời rạc, nó đang chia rẽ, và chúng tôi đã quyết định là sẽ quyết định bằng gì đó. Đây các bạn thấy có từ tasu, như vậy cụm cố định của chúng ta sẽ phải là tasu ketsu đúng không nhỉ. Tasu ketsu có nghĩa là theo gì đấy nhỉ, theo biểu quyết đa số nhá, theo số đông. Đấy, biểu quyết nếu mà số đông cùng, nếu mà số đông chọn ấy thì sẽ lựa chọn cái đó, thì gọi là tasu ketsu, không phải là chữ định, chữ thuận hay là chữ thông. Tiếp theo câu số 10 này. Donna shigoto mo nanani ni shinai shūkan o motsu koto ga daisetsu da. Cho dù là cái công việc gì đi chăng nữa này,
thì điều quan trọng ấy đó là chúng ta mang một cái thói quen không làm nó một cách làm sao đấy. Thì các bạn sẽ dùng cái từ gì cho nó phù hợp? Câu 1 chúng ta thấy ở đây thì người ta đều viết ở dạng hiragana, bởi vì là tránh cái việc các bạn đoán được nghĩa thông qua hán tự. Đấy, người ta viết dưới dạng như thế này. Chúng ta cùng xem này, từ đầu tiên Orosoka. Orosoka hán tự là chữ sơ đúng không nhỉ? Có nghĩa là làm một cách cầu thả, chảnh mảng, thờ ơ, mà đi với bối cảnh là công việc đúng không nhỉ? Đây, thì sẽ là phù hợp đúng không nhỉ? Ichiban nhá, là chính xác. Số 2, chúng ta có từ hisoka. Hisoka ni hán tự là chữ mật, có nghĩa là lén lút, âm thầm, không phù hợp này. Câu số 3, oroka. Oroka là chữ ngu, ngốc nghếch. Và số 4, ogosoka. Ogosoka là chữ nghiêm, có nghĩa là trang nghiêm. Câu số 11, một câu về phó từ. Các bạn thấy có gashiri, jikuri, getsori và kikari. Nani nani kangaete kara keiyakusho ni sign suru ka dou ka kimeru. Sau khi suy nghĩ làm sao đấy, tôi sẽ quyết định là có ký vào bản hợp đồng hay không. Chúng ta cùng xem những cái từ này là gì. Từ đầu tiên, gashiri. Gashiri có nghĩa là chắc chắn, rắn chắc. Nó dùng với gì? Nó dùng với cấu tạo của một cái vật thể, hoặc là dùng cho cơ thể của con người. Đấy, chẳng hạn như là gashiri toshita tai kaku đúng không nhỉ? Có nghĩa là một cái thể chất rắn rỏi, một cái cơ thể rắn chắc. Từ số 2, jikuri. Jikuri là gì đây? Là bình tĩnh đúng không? Kỹ lưỡng, dành nhiều thời gian để làm một cái việc gì đó. Thông thường nó dùng với những cái động từ mà diễn tả cái sự trao đổi đàm phán. Đấy, hoặc là suy nghĩ nhá. Ở đây các bạn thấy có từ kangae. Động từ kangae ru thì đúng ở đây sẽ phải là số 2, jikuri. Số 3, gesori. Gesori là gầy gò, hom hem đúng không? Cơ thể hoặc là khuôn mặt hốc hác. Số 4, kikari. Kikari là chính xác, đúng, đúng nhỉ? Không bị chạch, chẳng hạn như là kikari yakusoku no jikan ni kita, có nghĩa là đến đúng giờ. Không phù hợp này. Tiếp theo câu số 12. Câu 12 các bạn thấy là một câu về động từ. Người ta cũng không để dưới dạng hán tự, người ta để hiragana. Kyujitsu wa ie ni nani nani dara dara to jikan o sugosu koto ga oi. Ngày nghỉ ấy thì tôi gì đó nhá, ở nhà. Phần nhiều là tôi gì đó ở nhà và tôi thong thả dành thời gian. Đấy. Từ dara dara này có thể hiểu là kiểu như ở nhà không có làm gì ấy, lười biếng, lười nhác, chơi không vậy. Komotte, tojitte, hamatte và fukette. Thì các bạn thấy có ie ni chắc chắn là phù hợp nhất sẽ phải là số 1. Có nghĩa là gì nhỉ? Ra mình. N ni komoru có nghĩa là ra mình ở đó, ở ru rú đó, không có đi đâu cả. Các bạn có từ hikikomori là cái người mà gọi như kiểu là sợ xã hội, hay là chỉ có trốn ở trong nhà ấy, thì động từ komoru của nó là mang nghĩa như thế. Ngày nghỉ thì phần nhiều tôi dành thời gian ru rú ở nhà, không có đi đâu hết. Tojite là đóng, nhắm này. Hamatte rất là nhiều nghĩa, có thể nghĩa là khít, hợp, hoặc là mắc bẫy, nghiện. Amai mono ni hamaru là tôi nghiện đồ ngọt. Fukette là chìm đắm, thả mình trong, cũng không phù hợp. Câu số 13, câu cuối cùng của môn đại 2. Một câu về danh động từ. Kono mama fukeki ga tsuzuku to kaisha no nani nani sura ayabumareru. Nếu như suy thoái kinh tế cứ tiếp diễn thế này thì ngay cả cái gì đó của công ty cũng bị đe dọa. Các bạn thấy là những cái từ này rất là có cái hình thức rất là giống nhau và nghĩa thực ra nó cũng tương đối là giống nhau. Từ đầu tiên, là chữ Hán là kế và tục đúng không? Đọc là kezoku đúng không nhỉ? Từ kezoku này nghĩa là gì? Có nghĩa là tiếp tục duy trì một cái gì nhỉ? Một cái việc gì đó mà mình tiến hành từ trước đúng không? Chẳng hạn như là tiếp tục hợp đồng chẳng hạn này. Keiyaku
duy trì hợp đồng nhá, có thể dùng với từ này này. Số 2 là từ chữ trì và chữ tục, jizoku. Jizoku có nghĩa là gì nhỉ? Nó không bị gián đoạn đấy, mà nó sẽ gì nhỉ? Nó sẽ tiếp tục giữ vững, duy trì cái tình trạng đó. Chẳng hạn, chúng ta có thể đi kèm với từ kanke chẳng hạn. À, đây là một từ mà có tính chất như vừa như một tự động từ, vừa như một tha động từ nhá. Khi đi với từ kanke chẳng hạn, nó sẽ đi trợ từ o, có nghĩa là duy trì, giữ vững, tiếp tục mối quan hệ. Còn khi đi với từ chẳng hạn như là từ kono chẳng hạn này, chữ hiệu năng, hiệu suất, thì nó sẽ đi trợ từ ga. Tiếp theo câu số 3, phương án số 3 đấy là từ jokusutsu, đúng không? Jokusutsu có nghĩa là xảy ra liên miên, xảy ra liên tiếp. Thông thường là nó dùng với những cái tình trạng không mong muốn nó xuất hiện, nó xảy ra. Chẳng hạn như là gì nhỉ? Jiko này, tai nạn xảy ra liên tiếp. Đấy. Hay là gì nhỉ? Hay là handom, cái sự gì nhỉ? Cái sự phản bác nhá. Hay là một cái tình trạng gì đó xảy ra liên tiếp, một tình trạng không tốt. Ở đây còn câu số 4 là từ sonzoku, đọc là sonzoku, có nghĩa là cái sự tồn vong đấy, cái sự duy trì tiếp nối của một cái gì nhỉ, của một tổ chức, của một cái nền văn hóa, vân vân. Thì ở đây các bạn thấy có từ kaisha đấy, từ kaisha thì chúng ta sẽ phải chọn đúng là 4, đúng nhỉ, sự tồn vong của công ty. Nếu như mà suy thoái kinh tế cứ tiếp diễn ấy, thì cái sự tồn vong của công ty sẽ bị đe dọa. Mặc dù đây là môn đai 2, môn đai từ vựng, nhưng mà gần như là chúng ta sẽ phải nhớ những cái cụm mang tính chất tương đối cố định đi kèm với từ đó là gì thì chúng ta mới làm được bài. Tiếp theo chúng ta sang môn đai 3, đó là môn đai từ đồng nghĩa. Câu 14 này. Mainichi onaji kanji no kurikaeshi de mo unzari shita. Hằng ngày ấy, lặp đi lặp lại những cái việc nhà giống nhau cho nên tôi đã mo unzari shita. Unzari là chán, ngán ngẩm, đúng không nhỉ? Vậy thì đồng nghĩa với nó sẽ là từ nào? Từ số 1, nareta là tôi đã quen. Số 2 là akirameta là tôi đã từ bỏ. Owata là đã kết thúc. Và 4 là akita là tôi đã chán. Thì đồng nghĩa với lại unzari sẽ là akiru nhá. Yomba là chính xác. Câu số 15. Rentaka o zatsu ni atsukau hito wa takusan iru yō da. Từ zatsu ni là một tính từ này. Giả sự là một tính từ và giả sự ni là một phó từ. Hán tự là chữ tạp. Nó sẽ mang nghĩa là cầu thả, không cẩn thận. Đấy. Câu này nó sẽ là cái người mà sử dụng cái denta ka là cái ô tô đi thuê ấy, cái xe thuê ấy. Cái số người mà sử dụng một cách không cẩn thận cái ô tô đi thuê, cái xe thuê thì có vẻ như rất là nhiều. Vậy thì chúng ta sẽ xem cái từ nào mang tính chất là không cẩn thận, cầu thả nhé. Số 1 là shincho ni. Shincho ni là thận trọng, cẩn thận, ngược nghĩa rồi. Số 2 là toki ni là đắc ý hoặc là giỏi giang, không phù hợp. Số 3 từ này là tekito ni. Nó là gì nhỉ? Phù hợp. Ngoài ra thì cái thằng này nó còn mang một sắc thái nghĩa mang tính chất hơi tiêu cực. Đó là bừa. Bừa kiểu như là không biết và trả lời bừa ấy. Tekitoni kotaeru chẳng hạn. Nhưng mà trong trường hợp này nó không đồng nghĩa với giả sự, nên đúng ở đây phải là số 4. 4 chữ Hán là chữ thô, chữ mạt, đọc là somatsu. Somatsu có nghĩa là thô bạo, không cẩn thận. Đấy. Kiểu xe của mình thì giữ từng ly từng tí, nhưng mà xe đi thuê là không có giữ gìn gì cả. Câu số 16. Kazoku no iko ni somuite jōkyō shita. Somuite là một động từ. Nếu mà viết Hán tự thì các bạn sẽ đoán được nghĩa ngay. Somuite đây, nó là chữ bối. Động từ somuku có nghĩa là gì nhỉ? Quay lưng với. Quay lưng với có nghĩa là làm trái với, không theo ý, đúng không nhỉ? À, tôi đã đi Tokyo làm trái với định hướng của gia đình. Vậy thì cái từ nào nó đồng nghĩa với lại từ somuite này? À, số 1 này chúng ta có từ sakaratte. Sakaratte Hán tự sẽ là chữ nghịch,
phù hợp đúng nhỉ? Đây là chống đối lại nhá, đi ngược lại. Số 2 là shitagatte. Shitagatte hán tự là chữ tòng, chữ tùng này, có nghĩa là làm theo, ngược nghĩa mất rồi. Số 3 là kotaete, có thể là chữ đáp hoặc là chữ ứng, mang nghĩa là cũng là làm theo, ứng với. Số 4 là motozuite, chữ cơ. Đây là ngữ pháp thì đúng hơn là động từ đúng nhỉ? Chúng ta sẽ không chọn được 2, 3 hay là 4, phải là 1. Câu số 17. Kodomo jidai no kasuka na kyoku ga yobimodosareru. Yobimodosareta. Những cái ký ức kasuka, kasuka, cái này từ này cũng sẽ có hán tự. Này, chữ hán là chữ vi, chúng ta đã biết là vi là nhỏ bé đúng không? Mong manh mơ hồ, đây là những ký ức mơ hồ nó được gọi về, nó được khơi dậy. Những ký ức mơ hồ, những ký ức mong manh của thời còn nhỏ ấy, nó đã được gọi về. Thì từ nào đồng nghĩa với cái nghĩa mơ hồ mong manh đó? Số 1, semena là rõ ràng, ngược này. Số 2, hakiri shinai, không rõ ràng, đúng phải là 2. Số 3, tsurai. Tsurai có nghĩa là cay đắng, tủi nhục, vất vả, khổ cực, không phải. Số 4 là wasuregatai, có nghĩa là khó quên, không phù hợp. Câu số 18. Hutari wa my home kōnyū no koto de iken ga kuichigatte yō da. Từ được gạch chân là một động từ. Kuichigatta, nếu mà viết hán tự nó sẽ là chữ gì đấy? Đây, hán tự là chữ thực và chữ vi. Đấy, nó nghĩa là gì nhỉ? Lệch nhau, không ăn khớp với nhau. Hai người có vẻ như là ý kiến ấy. Đấy, bị gì đấy? Bị lệch nhau, bị không ăn khớp với nhau. Liên quan đến việc mua nhà, đúng không nhỉ? Kiểu giống như hai vợ chồng ấy. Ý kiến của họ không giống nhau liên quan đến việc mua nhà này. Thì cái nào đồng nghĩa? Số 1, kotonatta. Kotonatta là khác nhau, chính xác là ichi. Số 2 là ichishita. Ichishita có nghĩa là thống nhất. Thống nhất thì mang nghĩa là giống nhau rồi. Số 3 là itsudatsu. Itsudatsu là sai lệch, chệch ra. Sẽ có bạn chọn 3, nhưng mà từ itsudatsu này như kiểu là lệch ra khỏi cái định hướng ban đầu, hoặc là gì nhỉ? Lệch ra khỏi cái phương châm ban đầu ấy, nó sẽ mang tính chất là lệch theo một cái quỹ đạo ban đầu, chứ không mang nghĩa là khác nhau nhé. Nên chúng ta sẽ không chọn 3 được. Số 4 là sadamata, có nghĩa là được quyết định, không phải. Câu 19 này. Kōzan wa kanarazu shimo nadakai yama to wa kagiranai. Núi cao ấy thì chưa hẳn đã là núi như thế nào. Đây nadakai người ta cũng lại không viết hán tự. Các bạn lưu ý là ở cái phần thi N1 rất là nhiều từ người ta sẽ không viết kanji cho các bạn đâu, bởi vì nếu viết các bạn sẽ đoán được. Chẳng hạn như là nadakai mà viết hán tự các bạn sẽ đoán được ngay. Đây, nadakai, hán tự là chữ na là namae đúng không? Là danh. Cái danh cao đúng không nhỉ? Có cái danh cao, có cái tên cao thì chức tức là nổi tiếng. Đấy, nhìn này thì mọi người đều biết rồi, nên là người ta để dưới dạng nadakai như này. Vậy thì phù hợp nhất ở đây phải là số 4, yume. Không phải cứ là núi cao thì sẽ nổi tiếng. Kewashi là hiểm trở này, utsukushi là đẹp, tokubetsu là đặc biệt, không phù hợp, đúng đây phải là yombang nhá. Tiếp theo chúng ta sang môn đai số 4, cũng là môn đai cuối cùng của phần goi. Môn đai số 4, từ đầu tiên là heko. Heko này, heko ghép bởi chữ bế và chữ khẩu, có nghĩa là cạn lời đúng nhỉ? Nín lặng hoặc là bối rối trước một cái tình hình, trước một cái sự việc gì đó mà mình không biết phải phản ứng, phải xử lý thế nào. Đấy, nó sẽ bằng với từ komaru. Chúng ta cùng xem này. Yamada-san wa shigoto no koto iigai wa kekkō heikō da. Yamada ấy, ngoài chuyện công việc ra thì khá là cạn lời, khá là nín lặng. Này không đúng đúng không? Chúng ta hiểu là người ta
ý là ngoài công việc ra thì khá là ít nói, đúng nhỉ? Tính cách của một người, vậy thì chúng ta không thể dùng từ heko trong trường này được. Trường này các bạn phải dùng từ kuchikazu nhá. Kuchikazu ga sukunai, có nghĩa là kiệm lời, ít nói. Đấy, có nghĩa là ngoài ngoài cái chuyện công việc ra thì bạn ấy nói nhiều, còn lại thì bạn ấy không có nói mấy, thì dùng cái từ này. Câu 2 này. Sasuga no sensei mo sono surudoi shitsumon ni heikou shita. Ngay cả gì nhỉ? Ngay cả giáo viên rất là giỏi cũng bối rối, cạn lời, nín lặng trước cái câu hỏi hóc búa đó. À, chúng ta sẽ chọn đúng là số 2. Thông thường từ heko ấy nó hay dùng với dạng thức là n nhị heko suru, có nghĩa là bối rối với cái đối tượng đó. Ở đây là bối rối với câu hỏi này, cạn lời không biết phải trả lời ra sao. Câu số 3. Heko suru sankasha ga oi to kaigi no imi ga naku naru. Nếu như có nhiều những cái người tham gia mà cạn lời, nói chung là sai đúng không? Cái này không dùng như vậy. Nếu như có nhiều người tham gia mà không phát biểu gì, không nói gì ấy, thì ý nghĩa của cuộc họp sẽ mất đi. Cái này chúng ta có thể dùng là hatsugen dekinai, đúng không? Đó là nếu như mà có nhiều những cái người tham gia mà lại không thể phát ngôn, không thể nói được gì, thì cuộc họp sẽ không có ý nghĩa. Họp thì phải nói, phải trao đổi ý kiến, mà lại không nói gì thì làm gì còn ý nghĩa nữa. Câu số 4 này. Kono kigyo wa kokunai zen 20 tempo no heiko wo yogi naku sareru. Ở đây có cái ngữ pháp N1 buộc phải này. Cái xí nghiệp này ấy, buộc phải. À, cái này chúng ta thấy là liên quan đến gọi là kigyo, là xí nghiệp, cũng như là cửa hàng, thì chúng ta không thể dùng từ heiko này được. Chúng ta phải dùng từ Heiten, đúng không? Heiten có nghĩa là đóng cửa, đóng cửa hàng. Hoặc các bạn dùng từ heisa nhá. Đấy. Cái công ty, cái xí nghiệp này buộc phải đóng cửa 20 cửa hàng, 20 chi nhánh ở trên toàn quốc. Câu số 21. Kanete, một cái phó từ. Từ kanete này có nghĩa là trước đây hoặc là từ trước. Nó hay dùng với dạng thức là kanete kara. Nó giống từ izen kara, là từ trước. Vậy thì các bạn thấy cái dấu hiệu đấy, các bạn chọn ngay được đúng là sam bằng số 3, đúng nhỉ? Đây, các bạn thấy có kanete kara nhá. Kanete kara shinpai sarete ita influenza ga honko ni hirogatta. Có nghĩa là cái dịch influenza, cái dịch cúm mà tôi đã lo lắng từ trước, cái dịch cúm mà được lo lắng, được quan ngại từ trước, nó đã bùng phát ở trường mình, nó đã bùng phát ở cái ngôi trường này. Câu 1. Megumareta kankyo ni mo kakawarazu kanete fuman o iu hito ga iru. Ni mo kakawarazu là mặc dù là một cái môi trường rất là megumareta, mặc dù ở trong một cái môi trường rất là thuận lợi đấy, được người ta ban cho những cái điều kiện tốt nhất, những điều kiện tốt, thế nhưng mà vẫn có những người nói ra những điều bất mãn, thì không thể dùng kanete được, đúng không? Cái này các bạn có thể dùng từ mada. Vẫn có, đúng không nhỉ? Câu số 2. Bucho no Tanaka ga modori shidai kanete o denwa itashimasu. Ngay sau khi trưởng phòng Tanaka quay lại thì tôi sẽ gọi điện lại. Cái này thì chắc chắn là không dùng kanete được. Cái này các bạn phải dùng từ aratamete. Aratamete nhá, gọi điện lại này. Hoặc bớt trang trọng hơn, chúng ta phải dùng từ mata. Câu số 4. Kurumo no koro wa obaasan ga yoku kanete no hanashi o kikasete kureta. Ngày còn trẻ con, ngày còn bé ấy, thì bà tôi thường cho tôi nghe những câu chuyện ngày xưa. Chúng ta lại không có dạng thức là kanete no, danh từ nhá. Cái này các bạn phải dùng dạng thức mukashi no hanashi, những câu chuyện ngày xưa, các bạn dùng từ mukashi, hoặc bạn có thể ghép trực tiếp là mukashi banashi, đúng không? Chuyện cổ tích.
Tiếp theo câu số 22. Câu số 22 là một động từ. Chữ Hán là chữ già, có nghĩa là chán chạm. Động từ này cũng là một động từ rất là quen thuộc và quan trọng ở trong chương trình đó một. Đọc là saegiru. Saegiru có nghĩa là gì? Đó là chắn hoặc là chặn ánh sáng, âm thanh, phát ngôn. Đấy, cản trở cho nó không đi tiếp về phía trước thì chúng ta sẽ dùng saegiru. Chúng ta cùng xem. Câu 1. Taiyō no hikari ga ki no ha ni hoặc là konoha cũng được nhá. Konoha ni saegirarete mori no naka wa usugurai. Có nghĩa là cái ánh sáng mặt trời ấy, nó bị lá cây chặn, nó bị lá cây chắn, bị lá cây che và khiến cho khu rừng ở trong khu rừng rất là âm u. À, chính xác đúng không? Chúng ta thấy có dấu hiệu là hikari, ánh sáng này và bị lá cây che chắn lại nhá. Thì đúng ở đây phải là số 1. Câu 2. Tonari no akichi ga zasou ni sae girarete komatte iru. Cái khu đất trống bên cạnh ấy nó bị cỏ dại che nên là đang rất là khó khăn. À, đây là phải cỏ dại bao phủ đúng không? Chúng ta không thể dùng cỏ dại che chắn được. Đấy, một cái phạm vi mà có cỏ dại chúng ta phải dùng từ phủ. Thế mới đúng. Này, động từ phủ là o đúng nhỉ? O warete ite. Câu số 3. Sōjinkenhi appu o saegite shōninki o appu suru. Ở đây các bạn thấy có từ jinkenhi, nó là cái chi phí nhân công. Appu là cái việc nâng cao, tăng lên. Nâng cao cái tổng chi phí nhân công này. Đây là nâng cái mức lương, nâng cái kỳ lương ban đầu, nó đang hơi bị ngược đúng không? Đây là gì đây nhỉ? Đây là chặn cái việc, cản trở cái việc tăng cái chi phí cho nguồn nhân lực mà lại tăng cái kỳ lương đầu của họ thì làm sao mà chặn được? Đang bị mâu thuẫn nhá, và cũng không phù hợp với cái bối cảnh là động từ sai ghi dự phải dùng cho chắn chặn ánh sáng, âm thanh, phát ngôn vân vân. Nên là câu 3 là không chính xác. Chúng ta có thể dùng cái từ khác đi. Đó là gì đây nhỉ? So jinkenhi no zōka o osaete. Đó là kiềm chế, kìm hãm cái sự tăng các loại chi phí nhân công để gì nhỉ? Để mình nâng cái kỳ lương đầu tiên cho các nhân viên lên. Câu số 4 này. Futō na yōkyū o hakkiri saegitte mo ii. Đây là từ yêu cầu. Thì chắc chắn là đi với từ yêu cầu chúng ta phải dùng từ kotoaru. Từ chối đúng không nhỉ? Kotoatte. À, có thể gì đây? Có thể từ chối một cách rõ ràng những cái yêu cầu mà không chính đáng. Câu số 23. Hán tự là chữ kết và chữ thúc. Kesoku. Nhưng lưu ý, kesoku ở trong tiếng Nhật nó không giống kesoku ở tiếng Việt. Nó không phải là chấm dứt, kết thúc. Mà kesoku này có nghĩa là gì? Có nghĩa là gắn kết, đoàn kết nhá. Đấy. Nó là tổng hòa của musubu, kết nối, và tabaneru là buộc lại đấy. Câu 1 này. Kono shigoto wa gozen chuu ni kesoku suru yotei desu. Cái công việc này dự định là sẽ kết thúc trong buổi sáng. Bạn nào mà lấy nghĩa tiếng Việt của âm Hán Việt từ này, các bạn sẽ chọn một, nhưng mà cái này là sai. Đối với công việc kết thúc thì các bạn phải dùng từ gì? Kandyo. Kandyo này. Câu số 2. Suki na hana o kesoku shite heya no naka ni kazaru. Những cái hoa mà mình thích và trang trí nó ở trong phòng đây phải là bó đúng không? Bó lại này. Có thể dùng từ tabanete. Câu số 3. Kokusai shakai wa kesoku shite.
Fukeki ni taisho subeki da. Đó là gì? Đó là xã hội quốc tế. Đấy. Xã hội trên phạm vi quốc tế có nghĩa là toàn thể cộng đồng quốc tế ấy, đoàn kết lại, nên đoàn kết lại để ứng phó xử lý với cái suy thoái kinh tế phù hợp nhá. Chính xác nó là cái gì nhỉ? Cái sự gắn kết kết nối của một tập thể. Câu số 4 này. Mayota ga kesoku nani mo kawanai de kaete kita. Tôi đã băn khoăn, tôi đã phân vân, nhưng mà cuối cùng tôi đã về mà không mua gì. Cái này chúng ta không thể dùng từ kesoku mà phải dùng từ kekyoku thì mới đúng được. Câu 24 hán tự của chúng ta là chữ gì đây? Chữ cùng và chữ gì nhỉ? Chữ cùng và chữ khuất đúng không? Kyukutsu. Đấy. Mang nghĩa là chật. Nó dùng cho quần áo đúng không? Quần áo này hoặc là căn phòng. Có thể mang nghĩa là cứng nhắc, gò bó hoặc là bí bách, dùng với lại suy nghĩ. Thì chúng ta sẽ xem cái nào là phù hợp nhá. Câu 1 này. 障害者家庭の生活の窮屈化が進行している. Cái dạng thức từ 窮屈 ấy, nó là tính từ. Cho nên là chúng ta sẽ không để là 窮屈化 như thế này. Các bạn phải sửa thành gì mới đúng? Các bạn sửa thành が 窮屈になっている thì mới phù hợp này. Đấy. Là gì nhỉ? Đời sống của những gia đình mà có của những gia đình mà chịu thiệt hại ấy, đấy, đang ngày càng trở nên khó khăn bí bách. Sẽ không có cái dạng thức là kyukutsuka ga shinko shiteru như thế này nha. Câu số 2. Bucho wa Tanaka-san no teian o kyukutsu ni kotowatta. Trưởng phòng ấy đã từ chối cái đề án của anh Tanaka. Thì từ chối như thế nào đó chúng ta sẽ không thể dùng từ kyukutsu. Các bạn phải dùng từ kippari. Từ chối một cách thẳng thừng, không có ngần ngại gì cả. Kippari to. Câu số 3 này. Jonetsu to kyukutsu no seishin o motte konna ni tachimukau. Cái từ kyukutsu này nó mang nghĩa hơi tiêu cực. Đây lại dùng là đương đầu với khó khăn, dùng cái tinh thần kyukutsu là chắc chắn là không phù hợp rồi. Chúng ta phải dùng cái tinh thần gì nhỉ? Tinh thần bất khuất. Cái này các bạn phải dùng từ fukutsu này. Đấy. Thì sẽ đúng nhá. Dùng mang cái tinh thần bất khuất và cái sự nhiệt huyết để đương đầu với khó khăn. Câu số 4. Shukatsu ni tsuite amari kyukutsu ni kangae nai de kudasai. Về cái chuyện shukatsu đây chính là shushoku katsudo, việc đi xin việc ấy, đi tìm việc. Về chuyện đi tìm việc ấy thì đừng có mà suy nghĩ một cách gì nhỉ? Một cách cứng nhắc, một cách gò bó quá phù hợp. Thứ nhất là dùng như mà là một tính từ. Và thứ hai là đi với động từ kangae ru, là chúng ta sẽ phải chọn đúng là 4. Kiểu như là cứ nhất nhất là phải làm công ty lớn, cứ nhất nhất là phải làm đúng chuyên ngành. Nhưng mà không nên như vậy. Nếu mà tình hình nó khó khăn, có thể đổi đi một chút, miễn sao là có việc trước đã. Đúng phải là 4 nhá. Từ cuối cùng của chúng ta, số 25 là karojite. Cái này là nếu mà biết hán tự ấy cũng có đấy các bạn. Karojite. Đây. Nó là chữ tân nhưng mà gần như là người ta không bao giờ người ta biết hán tự cả. Từ này có nghĩa là vừa đủ, vừa kịp sát nút, hoặc là cuối cùng thì làm sao đó. Chúng ta cùng xem này. Kotsujiko ni atta ga karojite kegawa nakatta. Tôi đã gặp tai nạn giao thông nhưng mà tôi không bị thương. À, cái này phải dùng từ saiwai đúng không? Nhưng mà thật may mắn là tôi không bị thương. Câu số 2. Ganbatte oen shita no ni karojite dame datta. Tôi đã cố gắng cổ vũ ấy vậy mà dame datta, ấy vậy mà lại không làm được, lại không không
đa mệ lại hoàn toàn không làm được gì cả, đi từ đa mệ thông thường là từ gen gen nhá. Đấy. Số 3 này, karoshite nōki ni mani atte hotoshita. Tôi vừa kịp sát nút cái nōki, đấy, cái thời gian giao hàng. Nên là tôi cảm thấy rất là yên tâm, an tâm, thở phào nhẹ nhõm, phù hợp. Đúng ở đây sẽ là phải là sam bằng số 3. Các bạn thấy có hinto đó là nó sẽ đi kèm với lại gì nhỉ? Kịp sát nút đây này. Đấy, mania. Câu số 4. Ryoshin wa watashi ga settoku shitemo karoshite natoku dekinai. Bố mẹ tôi ấy, thì cho dù tôi có thuyết phục cũng không chấp nhận. Cái này có thể dùng từ gen gen đúng không? Đấy. Thì đúng của chúng ta phải là 3 nhá. Như vậy là chúng ta đã chữa xong cái đề từ vựng N1. Các bạn hãy xem thật kỹ những cái phần mà mình còn đang sai cũng như là mình chưa chắc chắn, ghi chú ra. Hẹn gặp lại các bạn trong những cái video bài học sắp tới.